Quyển 97 thứ tư Nhiếp Trạch Sự Pháp Bồ Đề Phần Khế Kinh Phần 1. Như vậy đã thuyết Nhiếp Trạch duyên khởi thực đế giới, nay ta sẽ thuyết Nhiếp Trạch Pháp Bồ Đề Phần, Bốt Đà Nam nói chung, niệm trụ và chánh đoạn, thần thông cùng căn lực, giác đạo tri dứt niệm, học chứng tịnh theo sau, Bốt Đà Nam nói riêng, sa môn nghĩa sa môn, hỷ lạc tất cả pháp, phạm hạnh số thủ thú, vượt hai nhiễm đi sau. Này thuyết nương bốn niệm trụ tu tập tăng thượng, do bốn nhân duyên nên biết nội pháp có sa môn, đạo và có rốt giáo, ngoại pháp quyết định không sa môn, đạo cũng không rốt giáo, nên biết các luận còn lại, thì sa môn đạo cùng với rốt giáo tất cả đều không. Sao gọi là sa môn nội pháp? Các sa môn lược có bốn chủng, một sa môn thắng đạo, hai sa môn luận đạo, ba sa môn mạng đạo, bốn sa môn nhiễm ổ đạo. Bốn tướng sa môn đầy hoặc lược hoặc rộng như thành phần địa đã biện. Sao gọi là đạo nội pháp? Là tám trì thánh đạo. Nếu chỗ nào thi thiết tám trì thánh đạo thì sẽ thi thiết nhiễm ổ đạo theo sau. Nếu bốn chủng sa môn ở nơi đạo đầy tự hành tà hạnh thì chẳng phải ký cụ sành đạo. Do nhân duyên đầy nên thi thiết kiến lập có nhiễm ổ đạo. Ngoại pháp còn chẳng thể thi thiết nhiễm ổ đạo, hà huống thi thiết các đạo khác. Sao gọi là rốt giáo nội pháp? Đó là đoạn trừ các thủ. Các thủ đoạn rồi, đường lai sẽ rốt giáo không tương tục trở lại. Sao gọi là bốn nhân duyên? Một, vì nương bốn xứ, đắc bốn chứng trí. Hai, vì giải thoát bốn chủng ngoại tùy phiền não. Ba, vì đệ tử nội pháp và đệ tử ngoại đạo không đồng phẩm loại. Bốn, vì đại sư nội pháp và thầy ngoại đạo không đồng phẩm loại. Một, sao gọi là nương bốn xứ? Sao gọi là đắc bốn chứng trí? Bốn xứ, một, ba kết vĩnh viễn đoạn trừ xứ dừng nghỉ. Hai, không thối đoạn pháp xứ thế lực. Ba, quyết định hướng đến bồ đề xứ chủng loại. Bốn, nhiều nhất 7 lần trở lại hữu xứ tùy hành. Nương bốn xứ đây ở nơi Phật pháp tăng và tịnh giới đắc bốn chủng chứng trí thành tịnh. Hai, sao gọi là giải thoát bốn chủng ngoại tùy phiền não? Một, giải thoát ngoại tùy phiền não hiện pháp. Hai, giải thoát ngoại tùy phiền não hậu pháp. Ba, giải thoát ngoại tùy phiền não do chuyển xoay vần chống trái nhau. Bốn, giải thoát ngoại tùy phiền não do ở nơi các thánh đế không thể tuyên thuyết, không thể giác ngộ. Nên biết trong đây các ngoại đạo vì quyết niệm trụ nên không tránh niệm, không trụ tránh biết, lãnh nạp các thọ hoặc vui hoặc khổ, hoặc chẳng phải khổ vui sai khác. Ở nơi vui phát khởi nhiễm, ở nơi khổ phát khởi khỏe, ở nơi chẳng phải khổ vui lại phát khởi ngu si. Đây gọi là ngoại tùy phiền não hiện pháp thứ nhất. Lại do kia nhiễm khỏe si như vậy, nên lấy thọ làm duyên sanh ái hậu hữu, lấy ái làm duyên phát sanh các thủ. Vì có ái thủ, lấy thủ làm duyên thành tựu trọn vẹn ở nơi hữu, nói rộng cho đến tụ thuần khổ lớn tích tập tăng trưởng. Đây gọi là ngoại tùy phiền não hậu pháp thứ hai. Lại các ngoại đạo vì lấy thần kiến làm căn bản của trùng trùng kiến thú, với ý hiểu mỗi mỗi riêng khác, nên đây kia chuyển xoay phần chống đối lẫn nhau. Đây gọi là ngoại tùy phiền não thứ ba. Lại các ngoại đạo đối khắp tất cả bốn thánh đế còn không có đủ năng lực thi thiết giáo đầy huống chỉ giác ngộ, cho nên kia ở nơi thầy mình, tông mình, trí tùy được tăng thượng, mà thật không biết đọa trong cõi vô minh. Đây gọi là ngoại tùy phiền não thứ tư. Người trụ nội pháp ở nơi tất cả việc trên đều năng giải thoát. Ba, sao gọi là đệ tử nội pháp và đệ tử ngoại đạo không đồng phẩm loại? Đệ tử ngoại đạo hoặc rơi trong thường kiến biên có, hoặc rơi trong đoạn kiến biên không. Đêm giải tích tập phát khởi nhiều che giấu giữ gìn, do gần gũi lắng nghe, tư duy nhiễm trước, do tụ tập nhiễm trước. Đệ tử nội pháp hành trung đạo, hành ra lìa hai biên. Bốn, sao gọi là đại sư nội pháp và thầy ngoại đạo không đồng phẩm loại? Thầy ngoại đạo ở nơi tất cả thủ, tuy cũng tuyên thuyết luận biết khắp đoạn trừ, mà ở nơi các thủ không thể thi thiết biết khắp đoạn trừ chân chánh, do kẻ kia gốc căn bản chọn xuất ra xả dục, nên ở nơi dục thủ lập biết khắp đoạn trừ, chẳng phải ở nơi tự kiến thủ, rồi cấm thủ, ngã ngữ thủ mà lập biết khắp đoạn trừ. Nếu cùng với các sa môn hoặc bà la môn kiến công đồng phận, mà giới cấm đồng phận, kẻ kia ở nơi kiến thủ cũng năng tùy phần đó lập biết khắp đoạn trừ, chẳng lập ở nơi giới cấm thủ và ngã ngữ thủ. Nếu cùng với các sa môn hoặc bà la môn kiến không đồng phận, giới cấm cũng không đồng phận, thì kẻ kia ở nơi kiến thủ và giới cấm thủ cũng năng tùy phần đó lập biết khắp đoạn trừ, chẳng lập ngã ngữ thủ. Vì cớ sao? Bởi ngã ngữ thủ đây tất cả ngoại đạo ở mọi thời thảy đều cùng có, cho nên ngoại đạo ở trong ngã ngữ thủ của mình, của người đều không thể thi thiết luận biết khắp đoạn trừ. Lại kia tùy năng phân giả các thủ,
mà ở đường lai trở lại năng thủ vì chưa thể vĩnh viễn đoạn. Như vậy ngoại đạo ở trong các thủ vì chưa hoàn toàn đoạn trừ, vì chưa vĩnh viễn đoạn trừ, nên chưa chạm đến chốt giáo, nên biết đại sư nội pháp tất cả trái với tướng trên. Như vậy nên biết đại sư nội pháp và thệ ngoại đạo không đầm phẩm loại. Lại nữa, nương bốn niệm trụ tu tập tăng thượng, lược do ba xứ ba địa, ba chủng bồ đằng xà la, nên biết thâu nhiếp khắp các nghĩa xà môn. Một, ba xứ, A, cảnh, B, trí, C, chứng. Cảnh là sáu giới như địa, cùng sáu xúc xứ làm thể sở y. Sáu xúc xứ đây, cùng 18 ý hành làm thể sở y. 18 ý hành năng khiến tâm tạc nhiễm. Trí là tâm thanh tịnh tăng thượng, nương xứ tuệ, chứng là nương xứ tuệ tăng thượng, hoặc nương xứ tế, hoặc nương xứ xả, hoặc nương xứ tịch. Thế nào là nương xứ tuệ? Hoặc tuệ làm chỗ nương ở trong gia hạnh chân tránh nhiếp thuộc dị sành địa, chân tránh tu thiện pháp làm nhân duyên, không phóng dật, nhập hữu học địa. Hoặc tuệ làm chỗ nương chứng A-la-hán trong vùng học địa, đắc tận trí, nên như thật rõ biết, ta sành đã tận, hoặc học vô học xuất thế trí, sau là tuệ các thế gian. Thế nào là nương xứ đế đã đoạn chuyển các phiền não, đạt được tám thánh đạo tri? Do nương xứ đây đương lai các thứ khổ rốt ráo chẳng sanh, do đây rốt ráo không bị mất chánh niệm gọi là nương xứ đế. Thế nào là nương xứ xả, tức đã đoạn trừ sự kia? Do nương xứ xả đây nên đối với sự đã đoạn không hành tạp nhiễm hiện pháp lạc trú. Thế nào là nương xứ tịch? Vì đoạn diệt kiết xót thừa và sự xót thừa phương tiện siêng tu, nhờ đạo đã đắc làm chỗ nương đối với kiết và sự xót thừa năng xả không xót. Tóm lại mà nói, tất cả như vậy vì muốn chạm đến chứng đắc mà huân tu trí đây. Đã chạm đến chứng đắc rồi, bèn thu được thánh đạo và quả thánh đạo. Quả lại có hai chủng, đó là phiền não đoạn trừ cùng với sự đoạn trừ. Trong đây nương xứ thứ nhất, chứng chỗ chưa chứng, nương xứ thứ hai xả khổ vị lai, nương xứ thứ ba, năng tùy huân tập thân cận hiện pháp lạc trú, nương xứ thứ tư, đoạn trừ viên mãn năng khiến viên mãn. Vì nương các xứ như vậy, các thầy du giả đối với việc cần làm đều được rốt ráo. Đó là đối với chỗ chưa chứng, nương xứ thứ nhất năng chứng. Đối với khổ vị lai, nương xứ thứ hai năng xả. Đối với hiện pháp lạc trú, nương xứ thứ ba năng trụ. Đối với đoạn diệt bộc thượng trừ viên mãn, nương xứ thứ tư năng viên mãn. Như vậy tất cả phải nên rõ biết đều do bốn nương xứ. Trong đây chỗ thủ được thánh đạo trước gọi là đạo tịch tĩnh. Vì đoạn vị thượng của sự và phiền não lúc đang tụ tập, đối với sự đoạn trừ phải càng thêm tăng trưởng, đối với phiền não nên đoạn trừ, lại phải phòng hộ khiến không thối lui. 2. Ba địa. 1. Gia hạnh chân tránh nhất thuộc dị sành địa. 2. Hữu học địa. 3. Phù học địa. 3. Ba chủng bồ đặc giả la. 1. Bồ đặc giả la dị sành tránh giả hạnh. 2. Bồ đặc giả la hữu học. 3. Bồ đặc giả la phù học. Trong đây sao gọi là do trí quan sát cảnh giới sở tri, chứng chỗ nên chứng? Đó là ở trong gia hạnh chân tránh dị sành địa, bồ đặc giả la dị sanh tránh hành, do quan sát riêng nội ngoại năm giới ở nơi thân trụ quán tuần thân, tức là tâm giải thoát và tuệ giải thoát làm tăng thượng, nên kia khởi gia hạnh như lý như vậy. Cả trong các giới chỉ trụ quán là tưởng giới, chỉ có giới đều không có ngã, nương lực tư trạch đối với các sắc giới đã xa lìa tham, mà ở nơi sở duyên kia vẫn chưa thể đoạn trừ. Ở đời vị lai vì không mong cầu, ở đời hiện tại vì không đắm trước, nên được gọi là đã lìa tham, nhưng chưa thể vĩnh viễn hại diệt tùy miên của tham kia, nên gọi là ở nơi sở duyên chưa thể đoạn trừ. Vì kêu dụng tâm giải thoát làm được tăng thượng, nên xa lìa tham đây tâm được thanh tịnh. Nhưng ở nơi sở duyên vẫn chưa thể đoạn trừ, nên có vị thượng của tham kia xót thừa, phải càng tu sửa trị. Từ đây về sau ở nơi cảnh giới nhiếp thuộc sáu xúc xứ quan sát không điên đảo, ở trong các thọ trụ quán tuần thọ, trải qua quán duyên sanh tánh vô thường, nương được tư trạch, nên ở nơi các thọ giới cũng ra địa tham, mà ở nơi cảnh sở duyên kia vẫn chưa thể đoạn trừ, vị kia do tuệ giải thoát lấy làm được tăng thượng, xa lìa vô minh, nương các minh xúc phát sanh các thọ, như lý tác ý tương ưng với sở hữu thiện pháp, ở nơi tất cả thọ phát sanh tạp nhiễm, trụ nhàm chán xả bỏ, vì đã xa lìa đối với vô minh xúc phát sanh thọ làm duyên khởi tham, nên gọi là được thanh tịnh. Nhưng ở nơi tùy miên chưa vĩnh viễn đoạn trừ, nên có vị thượng của tham kia xót thừa, cần phải tu sửa trị. Từ đây về sau ở nơi 18 ý hành quan sát không điên đảo, ở nơi tâm và pháp đồng thời an trụ quán tuần tâm pháp, vị kia khởi nghĩ 18 ý hành như vậy là bậc nhất hơn cả,
tức là sở hữu các tịch tĩnh giải thoát vượt qua các sắc ở tại vô sắc, ở nơi năng thuận xả khởi các ý hành, lại khởi nghĩ đây. Nếu ta nương ý hành thắng diệu đây ở nơi thành tịnh hoặc xả, thành tịnh xả hoặc định hoặc sanh đắm trước trói buộc ghi nhớ, nhân đây tâm ta liền thành tạp nhiễm. Biết như vậy nên xả bỏ không nhớ nghĩ, đây gọi là ở nơi tâm trụ quán toàn tâm, lại ở nơi các xứ quán tánh vô thường, đây gọi là ở nơi pháp trụ quán toàn pháp. Vị kia bấy giờ ở nơi bà tưởng định cùng các hành phi tưởng phi phi tưởng xứ đệ nhất hữu còn lại đã xa lìa tham, nên gọi là ở nơi cõi tưởng và cõi hành đã xa lìa tham, còn lại như trước đã thuyết. Như vậy vị kia ở trong gia hạnh chân chánh nhiếp dị sành địa đã tịnh tu tâm rồi, vì muốn chứng hội tâm học giải thoát, lại ở nơi tất cả thân thọ tâm pháp quán chỉ có pháp đều không có ngã, ở nơi tất cả hữu thâm tâm nhàm chán xả bỏ, không khởi gia hạnh cho là ngã sẽ có hoặc ngã sẽ không, như thật biết rõ trong đây không có ngã có ngã không. Do kia như thật biết như vậy nên dần dần nơi ba lậu kiến tù sở đoạn tâm được giải thoát, để đạt được tận trí kia quan sát đường này tất cả các thọ không lưu, không lại lưu chuyển. Các thọ đây không lưu chuyển do thân diệt, nên lúc bấy giờ nơi các lậu tận thủ được tận trí là tối bậc nhất. Hữu học dị sanh lưu giữ các tuệ vẫn còn cấu, này đạt được đầy quyết định không cấu, lại tức tuệ đầy đối với việc đoạn trừ các phiền não, diệt đế, dụng hành tịch tĩnh, duyên theo đó mà trụ, tạm thời tất niệm cũng không bị khuỳnh động. Như vậy sở hữu tâm tuệ giải thoát không bị sự xen tạp xâm phạm của quên mất chánh niệm. Như trước thì vị dị sanh và vị hữu học dụng kia vẫn còn có quyền mất pháp nên đế không viên mãn. Vị vô học ở tất cả thời vì tánh như thật, vì đế viên mãn nên nương xứ đế thành tựu bậc nhất. Do năng xả bỏ tất cả nương nên nương xứ xả thành tựu bậc nhất. Quả của tất cả đạo tích tập thành tựu gọi là khéo tu đạo, không phải như các dị sanh và hữu học nên nương xứ tịch thành tựu bậc nhất. Hỏi, vị nhân duyên gì chỉ ở vị vô học thì bốn chủng đương xứ được gọi là bậc nhất, chẳng phải ở vị dị sanh và vị hữu học? Đáp, ở trong hai vị dị sanh và hữu học đây, dị lậu nhỏ thấp nhất cũng không thể biết, huống là biết dị lậu trùng thượng. Ở dị sanh địa dị lậu thêm nhiều, vị hữu học có dị lậu bậc trùng ít có thể biết. Trong đây những gì gọi là dị lậu nên biết như trước các động cử thuyết gọi là dị lậu. Ở vị vô học kia, vì tất cả đều vĩnh viễn đoạn, vì hướng đến viên mãn tánh tịch mặc gọi là mâu ni tối cực tịch tĩnh, vì đã vĩnh viễn hại diệt nhân đường lai, vì khổ sành lão tử trước giữa sau dừng dứt hẳn, vì ở hiện pháp và thời hành, đối với pháp thế gian bốn chủng tham ái vĩnh viễn lặng dứt, bốn chủng sân khỏe vĩnh viễn lặng dứt, vì vào thời trụ chẳng vui ổn tạc vĩnh viễn ngừng dứt. Lại nữa, nay thuyết được sở hữu pháp bồ đề phần tu tập tăng thượng viên mãn, do bảy nhân duyên nên biết kiến lập bảy chủng chánh pháp. Những gì là bảy? Một, vì sở duyên tác ý do văn mà thành tựu. Hai, vì sở duyên tác ý do tư và tu mà thành tựu. Ba, tức ba chủng tác ý đây vào lúc gia hạnh có sự sai khác. Bốn, vì đối với việc thọ dụng tài bảo khắp thọ dụng tài bảo kéo thông đạt. Năm, vì đối với việc thọ dụng tài pháp tùy theo từng giai đoạn từ người mà được. Sáu, vì khi đến vô giáo bên trong lìa tăng thượng mạn không bị hoại mất. Bảy, thì đối với người cũng lìa tăng thượng mạn không bị hoại mất. Trong đây nên các tướng chỉ cử xả tu tập biết thời như thành phần địa và tam ma hí đa địa đã biện, nghĩa ăn uống sai biệt nên biết như thành phần địa đã biện. Lại ở trong đây người thọ dụng tài bảo là chúng sát đế lợi và la môn trưởng giả, người thọ dụng pháp là chúng sa môn, tay nên hành như vậy vì khéo hộ thân, khéo hộ các căn, khéo trụ chánh niệm nên như vậy đứng. Khi đi đến trước cửa các bậc trưởng lão, nếu không cho phép thì chẳng được vào, nếu được vào rồi mà không cho phép thì chẳng nên tự tiện đi đến chỗ ngồi mà ngồi, nên ngồi như vậy, nên không đụng đưa tất cả thân phần cho đến nói rộng, nên nói như vậy, tức dụng năm chục lời nói: một, nói đúng lúc; hai, nói đúng lý; ba, nói đúng lượng; bốn, nói tịch tĩnh; năm, nói tránh trực. Nên im lặng như vậy, vào năm lúc sau cần phải im lặng hoặc quá động loạn, hoặc bài bác lẫn nhau, hoặc trụ chống đối lẫn nhau, hoặc mời thỉnh, hoặc cùng tranh luận. Trong lúc chờ đợi nói xong thì nên yên lặng. Sao gọi là nói đúng thời? Là không lộn xộn, không tầm tư vội gấp, hoặc không vui nghe, hoặc lúc không an trụ oai nghi chân tránh mà có sở thuyết, lại đúng như thứ lớp việc nên làm trước lúc thuyết, tán thán khích lệ mới khởi ngôn thuyết.
lại phải đợi người luận nói hết xong mới hít phát vào lời nói. Hết thể lại như vậy gọi là lời nói đúng lúc. Sao gọi là nói đúng lý? Đương bốn đạo lý năng dẫn nghĩa lợi, đúng như thật mà nói gọi là nói đúng lý. Sao gọi là nói đúng lượng? Văn cầu đầy đủ, nghiêm túc viên mãn. Điều nói ra có sự xác quyết, chỉ thuyết đúng như thật, không tăng không giảm, không dùng văn từ tạp loạn vô nghĩa. Hết thảy lại như vậy gọi là lời nói đúng lượng. Sao gọi là nói tịch tĩnh? Lúc mở lời nói không quá lớn, cũng không ồn náo, thân không hưng phấn thái quá, miệng không lớn tiếng gào thét mà thuyết, gọi là nói tịch tĩnh. Sao gọi là nói tránh trực? Không hương vị dối trá, không nhân hư cấu mà thuyết, lìa xỉm khúc nấy phát lời thuần chất, như vậy gọi là nói tránh trực. Ở nơi các thiện pháp như tín chưa thành tựu, không khởi thượng mạng cho là đã thành tựu, đối với sự thấp kém đây cũng không tăng thêm cho là rộng lớn. Chỉ ở nơi thật có cho đến đúng sở hữu như thật rõ biết, nên tự nói có, nên tự nói biết. Lại lấy tín làm dẫn đầu thọ trì định giới, chỉ giới làm dẫn đầu có pháp đa văn, rồi đây làm dẫn đầu xả bỏ các lỗi lầm, khắp tất cả tiền của thân mạng không lòng đến tiếc. Do đây làm dẫn đầu tâm được định tĩnh chứng như thật trí. Năm pháp như vậy, do bốn nhân duyên mà được hiển phát. Một, do người dạy. Hai, vì lực tăng thượng của giáo bên trong tự chứng được. Ba, vì tầm từ đồng sanh biện tài thủ thắng. Bốn, vì trước duyên xuất huân tập đạt được công đức đồng sanh tương ưng bậc thiện nam tử. Lực có hai loại bồ đặc giả la, tức là nêu song song cả hai chủng. Hai loại bồ đặc giả la như vậy, tức là phân biệt cả hai chủng. Vì hai loại bổ đặc giả la đây thủ thắng hơn cả, nên biết tức là chọn lựa hai chủng sai biệt đây. Lại nữa, tu tập bảy pháp thiện đạt được hai điều lợi ích thủ thắng, đó là trong hiện pháp được vui khinh an, thông hiểu tánh cảnh chân thật, phát sanh hỷ thủ thắng, do nhân duyên đây an trụ nhiều hỷ lạc, an trụ đây rồi, năng như lý tư duy, nhanh chóng chứng đắc các lậu vĩnh viễn tận. Lại nữa, nương pháp bổ đề phần tu tập tăng thượng, và trong pháp thiện thuyết tỉnh lại ra, được do các học và quả các học thầu nhiệm tất cả pháp. Sao gọi là các học? Là ba chủng học: một, tăng thượng giới; hai, tăng thượng tâm; ba, tăng thượng tuệ. Sao gọi là quả các học? Là hai quả niết bàn, hữu dư y và vô dư y. Sao gọi là tất cả pháp? Tức là dục, thiện pháp, thành tịnh xuất ra. Vì chứng niết bàn nên trước thọ trì giới, dần dần thứ lớp cho đến thành tịnh cứu cánh niết bàn. Cho nên tuyên thuyết dục làm căn bản tất cả các pháp. Lại nương tịnh giới dẫn phát thỉnh cầu chánh pháp, tiếp thọ đa văn. Do lực nghe chánh pháp tăng thượng nên năng nhanh chóng huân tập chứng tăng ngữ minh xúc, cho nên nói kia lấy làm tập xúc. Lại kia đều lưu chuyển hướng đến minh xúc, phát sanh các thọ, cho đến hữu dư ý bát niết bàn giới làm ngần mé sau. Lại kia vì cầu an lạc mà phát khởi, nên biết lạc đây tánh một hướng không tội, cho nên nói kia học nhiếp lấy pháp làm lưu chuyển hướng đến thọ. Lại kia vì cầu có được minh xúc và nương minh xúc phát sanh các thọ, khởi văn tư tù thành tựu tác ý, cho nên nói kia làm tác ý sanh. Lúc bấy giờ ở nơi bốn niệm trụ do phẩm quán, niệm dụng quán làm nương và nội tâm trì làm tăng thượng, cho nên nói kia niệm làm tăng thượng. Lại niệm tăng thượng khởi trì về sau hiện quán thánh đế, diệu trí làm thượng thủ triển chuyển, cho nên nói kia định làm thượng thủ. Lại ở trong các hiện quán thánh đế, tuệ làm tối thắng, tức năng vĩnh viễn tận các lậu không sót thừa, cho nên nói kia tuệ làm tối thắng. Lại do tất cả lậu vĩnh viễn tận nên thành tựu rốt giáo minh xúc sanh thọ đồng hành giải thoát, tức giải thoát đây không phải do lớp lớp tùy đắc tất cả học nhiếp lấy pháp, mà chỉ do đắc ngay trong giải thoát đây tất cả lạc là tối đệ nhất, vì tánh không tội, cho nên nói kia tức dụng giải thoát làm kiên cố. Lại tâm thiện giải thoát như vậy, hoặc các minh xúc phát sanh thọ, hoặc học nhiếp lấy sở hữu các pháp, kể cả thân sở y, ở nơi vô dư y bát niết bàn giới, nhậm vận tự nhiên rốt ráo tịch diệt, cho nên nói kia đều lấy niết bàn làm ngăn mé sau, nên biết trong đây, vì dục làm tăng thượng, thọ trì định giới gọi là tăng thượng giới học. Đường theo xúc thọ tăng thượng tầm tuệ, giữ gìn phương tiện chỗ có tác ý hoặc niệm hoặc định, kể cả gia hạnh kia gọi là tăng thượng tâm học. Tuệ làm tối thắng gọi là tăng thượng tuệ học. Như vậy nên biết gọi là ba học, nương tựa giữ gìn kia giải thoát kiên cố là hữu dư y bát niết bàn giới. Quả học thứ nhất, niết bàn lòng ngàn mé sau là vô dư y bát niết bàn giới. Quả học thứ hai, như vậy được thuyết học và quả học nhập lấy tất cả pháp. Lại năng chứng từ lương các học và các quả học đây, nên biết đối trị tám chủng quá hoạn, tu tập chín tưởng. Sao gọi là
tám chủng quá hoạn: một, đắm trước lợi dưỡng cung kính; hai, ái ẩn tàng yêu thích sâu các hành hậu hữu; ba, giải đãi lười biếng; bốn, thần kiến; năm, tham trước mỹ vị; sáu, ở nơi trùng trùng sự mỹ diệu của các thế gian, vui thích mong muốn tham ái; bảy, nương theo phóng dật phương tiện hành ác; tám, nương theo tà nguyện tu tập phạm hạnh. Sao gọi là tu tập chín tưởng? Một, tu tập tưởng xuất gia; hai, tu tập tưởng vô thường; ba, tu tập tưởng vô thường khổ; bốn, tu tập tưởng khổ vô ngã; năm, tu tập tưởng nhàm chán trái lìa thực; sáu, tu tập tưởng tất cả thế gian chẳng đáng vui; bảy, tu tập tưởng chết; tám, tu tập tưởng thế gian bình đẳng không bình đẳng; chín, tu tập tưởng có không ra khỏi chìm đoạn quá hoạn xuất ly, nên biết trong đầy chỗ có thân, nhấp lấy hành bình đẳng, hành như pháp thì năng đến các đường thiện, thân ngữ ý nghiệp đều thiện, gọi là bình đẳng. Chỗ có thần thông nhiếp hành không bình đẳng, hành phi pháp thì năng đến đường ác, thần ngữ ý nghiệp đều bất thiện, gọi là không bình đẳng. Lại trụ ở đây hoặc sanh hoặc trưởng như vậy, năng sanh sở hữu các thứ khổ hậu hữu gọi là có, từ tiền tế ấy ở trong hiện pháp có khổ chết diệt gọi là không, còn lại ra khỏi chìm đoạn nên biết như trước đã rộng phân biệt. Lại nữa, các chúng ngoại đạo nghe pháp bất chánh tăng thượng phát sanh tưởng không như lý, lấy tưởng đây làm chỗ nương nên phát khởi vô minh sanh khởi các thọ, do đây làm chỗ nương nên phát sanh các lậu. Nhưng các ngoại đạo ở nơi các lậu đây không như thật biết, ở nơi vô minh xúc phát sanh thọ cũng không như thật biết, ở nơi việc lắng nghe các pháp bất chánh tăng thượng phát sanh tà tưởng cũng không như thật biết, ở nơi ba điều trên không như thật biết, nên phát khởi cầu dục, phát khởi cầu hữu, cũng lại phát khởi cầu tà phạm hạnh, cùng cầu có không. Ngoại đạo kia lại ở nơi các dục không như thật biết, ở nơi nghiệp hậu hữu không như thật biết, ở nơi có thứ khổ đây không như thật biết. Trong đây năm chủng trước là tập đế xứ, một chủng do sau là khổ đế xứ. Như vậy ngoại đạo ở nơi tập đế và khổ đế đây mà không như thật biết. Lại tức ở nơi tập đế và khổ đế đây, lực do hai tướng không như thật biết: một, tạp nhiễm; hai, thành tịnh. Tạp nhiễm lại có bốn tướng: một, tự tánh; hai, nhân; ba, quả; bốn, nhân quả sai biệt. Thành tịnh lại có hai chủng: một, tập khổ diệt; hai, hướng đến diệt hành. Ngoại đạo kia ở trong bốn thành đế như vậy, vì quyết chánh trí nên không năng tu tập pháp Bồ Đề Phần. Do nhân duyên đầy chỗ tu hành phạm hạnh của ngoại đạo kia không được gọi là tận cùng rốt ráo, tức do duyên đầy không được gọi là thấu đạt rốt ráo, vì không tận lậu. Người trụ nội pháp trái với tướng trên, chỗ tu phạm hạnh tối cực rốt ráo gọi là thấu đạt rốt ráo vì tận các lậu. Lại nữa, ở nơi sáu chủng Bồ Đặc Giả La sau, đường pháp nhiễm tịnh, đường Như Lai sở hữu càn trí đại sĩ và nương đường Lai pháp sanh khởi mà trí chuyển. Sao gọi là sáu chủng Bồ Đặc Giả La? Có một loại Bồ Đặc Giả La trong sanh đời trước ở nơi pháp thiện thuyết tỳ nại gia Phật sở thuyết và sanh tịnh tín, nói rộng cho đến sanh khởi cái thấy chánh trực. Người kia ở sanh đời này trong pháp ác thuyết tỳ nại gia thân cận người không đúng chánh pháp, lắng nghe pháp bất chánh tác ý phi lý. Ở trong hiện pháp ban đầu sanh khởi các tà kiến, vui thích các nghiệp tạp nhiễm. Người kia lúc bấy giờ thành tựu thiện pháp của sanh đời trước, cùng sở hữu các pháp bất thiện ở hiện pháp. Lại vào thời sau, người kia trong pháp thiện thuyết tỷ nại gia thận cận cận bậc thiện sĩ, lắng nghe chánh pháp tác ý như lý, cũng do nhân xa xưa nên xa bỏ pháp ác thuyết tỷ nại gia, ở nơi tưởng ác thuyết các pháp bất thiện không sanh nhiễm trước, nhanh chóng năng khiển trừ tận diệt. Ở đường lai người kia thành tựu pháp thành tịnh, đây gọi là Bồ Đặc Giả La thứ nhất. Lại có một loại Bồ Đặc Giả La ở trong sanh đời trước, đồng hành hai pháp là thiện thuyết và ác thuyết tỷ nại gia, do kia làm nhân ở trong hiện pháp thành tựu thiện pháp và bất thiện pháp. Người kia sanh ở đời này ban đầu như trước đã trong pháp thiện thuyết cho đến đạt được tác ý như lý. Ở trong hiện pháp, các pháp bất thiện xưa diệt mất, pháp bất thiện mới không sanh trở lại, còn các thiện pháp xưa được tăng trưởng, thiện pháp mới liền sanh. Các sở hữu bất thiện xưa kia vì chưa đoạn tùy miên nên chúng vẫn còn tùy chuyển đuổi theo, nhưng nay an trụ không phóng dật nên tất cả đều năng đoạn trừ. Ở đường lai người kia chuyển thành pháp thành tịnh, đây gọi là Bồ Đặc Giả La thứ hai. Lại có một loại Bồ Đặc Giả La ở trong sanh đời trước, chỉ hành hạnh ngoại đạo, sanh ở đời này do trước kia thường xuyên tập xuất gia, thường xuyên tầm tà kiến làm nhân, nên ở trong pháp thiện thuyết tỷ nại gia gặp duyên hòa hợp được xuất gia, đã xuất gia rồi lại sanh tà kiến, trụ kiến thủ của mình mà tạo nghiệp vô gián, cũng đoạn thiện căn, một hướng kết thành các pháp bất thiện, quyết định sanh vào các đường ác, đây gọi là Bồ Đặc Giả La thứ ba.
Bộ đặc giả là như vậy, nên biết bộ đặc giả là thứ nhất trước tuần là nội pháp vân tập nhân hành, ở trong thiện pháp trước hành phóng dật, sau không phóng dật. Bộ đặc giả là thứ hai trước ở cả hai nội ngoại pháp đồng vân tập nhân hành, ở trong hiện pháp nên biết một hướng hành không phóng dật. Bộ đặc giả là thứ ba trước thuần ở ngoại pháp vân tập nhân hành, ở trong hiện pháp một hướng hành nhiều phóng dật. Ba bộ đặc giả là như vậy, lại có ba bộ đặc giả là khác trái với tướng trên. Trong đây bộ đặc giả là thứ nhất trước thuần ở ngoại pháp vân tập nhân hành, ở trong hiện pháp trước không phóng dật, sau hành phóng dật. Bộ đặc giả là thứ hai trước ở cả hai nội ngoại pháp đồng vân tập nhân hành, ở trong hiện pháp chuyển hành phóng dật. Bộ đặc giả là thứ ba trước thuần ở nội pháp vân tập nhân hành, ở trong hiện pháp một hướng tu không phóng dật. Lại trong đây, đời trước chỗ vân tập nhân thiện bất thiện giống như hạt giống, ở đời này pháp thiện thuyết tỷ nại ra giống như ruộng tốt cho các hạt giống thiện, như ruộng khô cằn đối với các hạt giống bất thiện đời trước. Trái tướng đây, tức ở đời này pháp ác thuyết tỷ nại ra giống như ruộng tốt lành cho hạt giống bất thiện, như ruộng khô cằn đối với các hạt giống thiện đời trước. Lại kìa, đời trước được nhận tăng thượng, này thiện pháp phát khởi giống như ánh sáng, các pháp bất thiện cuộc với tất cả kia như vô minh tối tăm là năng đối trị. Bất thiện pháp kia cùng tất cả sở hữu thiện pháp và tất cả kia như ánh sáng là sở đối trị. Như vậy các pháp bất thiện đời trước như than nóng, vì có nghĩa năng thiêu đốt thân tâm. Ở đời này pháp ác thuyết tỷ nại ra như bỏ thêm cỏ khô vào lửa kia, lại ở đời trước sở hữu thiện pháp như than nóng, vì có nghĩa năng thiêu đốt phiền não. Ở đời này pháp thiện thuyết tỷ nại ra như bỏ thêm cỏ khô vào lửa kia. Lại kia, ở đời trước chỗ có các xứ thiện pháp, này pháp ác thuyết tỷ nại ra vì bị tổn giảm giống như đặt hòn đá nơi đất lạnh không có khí ấm nóng. Lại kia, đời trước chỗ có các xứ bất thiện pháp, này pháp thiện thuyết tỷ nại ra vì bị đoạn diệt nên giống như đặt hòn đá nơi đất lạnh không có khí ấm nóng. Trong đây trừ Như Lai bậc đại sĩ vô thượng sở hữu trí lực cần thắng liệt, đối với hết căn do nhân thiện bất thiện đời trước phân tập mà thành, tùy chỗ thích hợp như thật rõ biết, lại ở hiện pháp một nhiễm tịnh chuyển sanh khởi các pháp nhiễm tịnh đường lai, ở tùy chỗ thích hợp như thật rõ biết nên nói thành tựu rất kỳ lạ hỷ hữu. Lại nữa, vượt qua hành đến đường thiện và vượt qua hành đến đường ác có sự sai biệt, nên biết đây lược có năm môn không đồng, do năm môn đầy ở nơi vượt qua của chính mình như thật rõ biết, ở nơi vượt qua của người khác đó là chư Phật và đệ tử Phật cũng trần tránh biết khắp. Sao gọi là hành đến đường ác? Các ngoại đạo sở hữu tất cả thần kiến làm căn bản, các ác kiến thú, kể cả sở duyên kia, kể cả sở y kia lấy làm chỗ nương, phát sanh trùng trùng ác dục và hại. Họ sở hữu vô lượng pháp ác bất thiện như sát sanh, như kinh rộng thuyết, cho đến sở hữu các hành phi pháp, hành không bình đẳng lấy làm rốt sau, năng đến xứ hiểm ác, năng đến địa ngục, năng đến các đường ác dài khác. Nếu đến các xứ kia gọi là sành vào cõi ác, lãnh thọ nhân kia, năng cảm các quả dị thuộc phi ái, như vậy gọi là hành đến đường ác. Các thánh đệ tử Đa Văn, đối với sở duyên sành các kiến thú, hoặc ở nơi tự sở y khiến khởi chấp trước, hoặc các sở hữu năng đến tất cả đường hiểm ác, các ác dục, nói rộng cho đến các hành phi pháp, hành không bình đẳng lấy làm rốt sau, hoặc trụ ở xứ kia, lãnh thọ quả phi ái hiểm ác, tất cả như vậy, như thật tùy quán chẳng phải ngã sở, tức ở trong đây quyết định không ngã, cũng không ngã sở, quán như vậy rồi, lúc ở nơi các thánh đế đắc hiện quán, vì các kiến thú tùy miền căn bản kia đều vĩnh viễn nhổ sạch nên gọi là đoạn, ngoài ra tất cả đều rốt ráo không tương tục. Trong đây thánh đệ tử đối với việc lấy kiến thú kia làm căn bản là nguyên nhân năng đi vào xứ hiểm ác, quyết định không tạo làm, quyết định không đến xứ hiểm ác kia, đây gọi là môn vĩnh viễn tổn hại, hành đến đường ác thứ nhất. Các thánh đệ tử do nhân duyên đầy tự bên trong như năng như thật rõ biết liền ngã thánh. Ngoài ra dị sanh tùy năng dụng đạo thế gian vượt qua bất thiện, năng đến đường ác và vượt qua đường ác, thu được bốn chủng hiện pháp lạc trú, hoặc vượt qua các sắc vô sắc tịch tĩnh giải thoát thì cũng không thể xuất giáo tổn hại các đường ác, về sau vẫn có thể tương ứng. Cho nên người kia chuyển lưu tùy cực năng lìa ái dục giới sắc giới, tạm thời thu được lạc trú tăng thượng thủ thắng, mà đường lai năng trở lại tạo tác sự sát sanh, lại đi vào các đường ác. Các thánh đệ tử Đa Văn tư duy, ta quyết định không tạo tác sự sát sanh, cho đến nói rộng, đối với các hành phi pháp, hành không bình đẳng, ta quyết định không tạo làm.
Đây gọi là môn vĩnh viễn tổn hại trong thánh pháp tỷ nại gia, tức là năng tổn hại hành đến đường ác. Như vậy, chư Phật và đệ tử Phật năng như thật biết khắp môn vĩnh viễn tổn hại khác. Lại các thánh đệ tử hành như vậy, vì muốn vượt qua hành đến đường ác, sót lại chưa đoạn. Thánh đệ tử đây ở nơi sự thực hành trước không sanh vui đủ, ở nơi lậu tận phẩm thượng khỏi dục hân lạc phát tâm chánh nguyện, ở nơi các đạo thế tục đã đắc thấy sợ quá hạn, rõ biết các đạo kia không thể do giáo lìa khổ. Đây gọi là môn phát tâm nguyện muốn vượt qua hành đến đường thiện bậc nhất. Phát tâm nguyện rồi, ở khắp tất cả đường thiện hậu hữu phát sanh ái vị, thấy sợ quá hoạn, tâm sanh chán lìa như đường hiểm ác, vui thích ngưỡng mộ tịch tĩnh hiện pháp niết bàn nên tránh tu phương tiện. Do đây như điều trước đã đắc thắng tiến hành hướng đến niết bàn, đây gọi là môn năng tiến đến. Các vị kia tu đạo dần dần liên dục cho đến năng nhập đệ nhất hữu định. Nếu ở nơi thượng xà sanh nhiều ái vị nhân duyên phóng dật, ở trong hiện pháp không bát niết bàn, chỉ gọi là người hành quả bất hoàn phẩm thượng, đây gọi là môn hành phẩm thượng đi sau. Nếu lại ở nơi kia thấy sầu quá hoạn, ở nơi thượng xà không sanh ái vị, vị kia ở hiện pháp năng chứng niết bàn, đời nhường hữu dư ý bát niết bàn mà thuyết. Như vậy gọi là môn bát niết bàn, do môn đây nên như thật rõ biết tự mình bát niết bàn, vượt qua tất cả hành đến đường thiện. Đối với sự vượt qua của người đó là chư Phật và đệ tử Phật cũng tránh biết khắp. Trong đây môn vĩnh viễn tổn hại thứ nhất nên biết vượt qua hành đến đường ác, bốn môn đi sau là phát tâm nguyện tiến đến hành phẩm thượng bát niết bàn nên biết vượt qua hành đến đường thiện. Lại nữa, các thánh đệ tử đã thấy dấu vết đế mà chưa lì dục nên biết lược có hai chủng tạp nhiễm, đó là dục tạp nhiễm và hậu hữu tạp nhiễm. Nơi hai chủng đây, các thánh đệ tử phải xem gia hạnh tịnh tu nơi tâm. Các thánh đệ tử vì muốn đoạn trừ dục tạp nhiễm nên lúc siêng năng phương tiện thứ lớp đường bà hành, đó là hành hướng đến vô động, hành hướng đến vô sở hữu xứ, hành chứng nhập vô động, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng xứ định. Đây do đối trị đoạn và đối trị phần xa nên vượt qua dục tạp nhiễm. Vị kia nếu vì đoạn trừ hậu hữu tạp nhiễm, lúc xem năng phương tiện, đã lìa ái dục giới mà chưa lìa ái sắc giới. Tư duy ngã sở nào sẽ chẳng có, ngã sở nào sẽ chẳng có, ngã sẽ chẳng có, ngã sở sẽ chẳng có. Hoặc này sở hữu, hoặc sửa sở hữu, tất cả ngã như vậy đều xả bỏ. Đã chân tránh tu tập đạo đối trị năng đoạn, chỗ có hậu hữu sai biệt rồi, để ái sắc giới cho đến năng nhập phi tưởng, phi tưởng xứ định. Nếu trong hiện pháp ở nơi thượng xả đây sanh nhiều ái vị không bát niết bàn, thì vị kia không hoàn toàn giải thoát tất cả sở hữu hậu hữu tạp nhiễm. Nếu ở nơi thượng xả không sanh ái vị, ở trong hiện pháp năng bát niết bàn, thì năng hoàn toàn giải thoát tất cả sở hữu hậu hữu tạp nhiễm. Nên biết trong đây, hoặc vì đối trị dục tạp nhiễm mà tu đạo đối trị thứ lớp cho đến năng nhập đệ nhất hữu định, hoặc vì đối trị hậu hữu tạp nhiễm mà tu đạo đối trị thứ lớp cho đến năng nhập đệ nhất hữu định, hai chủng như vậy gọi là đồng giải thoát. Đối với việc đây, các bậc thánh chẳng phải thánh dị sanh đều có thể đạt đến, cho nên giải thoát đây không gọi là giải thoát của bậc thánh. Nếu ở nơi hữu thần khổ của tất cả cho đến hữu đảnh như thật biết rồi, vượt qua hữu đảnh và trong hiện pháp vĩnh viễn đoạn tất cả sở hữu tạp nhiễm, giải thoát như vậy chỉ có các bậc thánh mới năng thành tựu, nên giải thoát đây gọi là giải thoát của bậc thánh. Tất cả như vậy tổng có năm xứ: 1. Hành hướng đến vô động; 2. Hành hướng đến vô sở hữu xứ; 3. Hành hướng đến phi tưởng, phi tưởng xứ; 4. Hiện pháp niết bàn; 5. Giải thoát của bậc thánh. Lại có ba chủng lỗi lầm hạ hoạn của các dục: 1. Các dục năng là nhân duyên khiến phát sanh tham dục khi tiếp xúc cảnh giới thuận thọ lạc; 2. Các dục năng là nhân duyên khiến phát sanh sân khỏe khi tiếp xúc cảnh giới thuận thọ khổ; 3. Các dục năng là nhân duyên sanh vô minh phát khởi giận dữ khi tiếp xúc cảnh giới thuận thọ không khổ không lạc. Lại các dục đây nên quán chúng có ba lỗi lầm hạ hoạn: 1. Do tự tánh là do hư vọng phân biệt phát sanh tham ái; 2. Do sở duyên hoặc trong hoặc ngoài của năm chủng cảnh sắc; 3. Do trợ bạn tưởng điên đảo tương ứng tác ý không như lý. Lại càng địa dục của các địa trên phương tiện tâm cả thủ thắng gọi là rộng lớn. Vì cớ sao? Do phương tiện kia càng lên các địa trên càng chuyển tăng thượng chuyển thủ thắng nên tu tâm kia gọi là rộng lớn. Nếu người năng chán lìa địa dưới thế gian nên biết quyết định dụng hành vô thường chán hoại chế phục. Đối với địa trên có hết cần đạt được cũng tạm thời dụng phương tiện khởi tưởng tịch tĩnh nhậm trì nơi tâm, lại phát sanh tin hiểu ta đã đắc ở nơi xứ ấy đầy đủ an trụ.
nên biết tức là vị kia ở trong đạo gia hạnh tu tập tịnh tín, ở nơi xứ ấy sanh tâm tịnh tín, do tịnh tín đầy được tăng thượng nên tu tập tinh tấn niệm định tuệ, từ sơ tịnh lự thứ lớp cho đến thức vô biên xứ, các định vô động đều năng chứng nhập. Lại do tuệ đây nên khởi thắng giải, ta đã năng nhập định như vậy, đầy thức năng cảm quả sanh ở thức vô động xứ. Nếu trong hiện pháp không bát niết bàn hoặc không cầu tiến lên địa cao hơn, thì ở đường lai vị kia quyết định đến vô động xứ đây. Lại do ba duyên ở nơi các địa nên biết kiến lập là vô động xứ, đó là do đoạn trừ tán động của dục bên ngoài nên lập sơ tịnh lự là vô động xứ, do các động tầm tứ hỷ lạc trong sắc giới địa đoạn trừ nên lập đệ tứ tịnh lự là vô động xứ, tưởng động của trùng trùng hữu sắc hữu đối mỗi mỗi sai biệt đoạn trừ nên lập không vô biên xứ, thức vô biên xứ là vô động xứ. Trong đệ nhị và đệ tam tịnh lự, chỗ có các động về sau đoạn trừ nên biết cũng được gọi là vô động xứ. Thức vô biên xứ do đắc xa lìa duyên động của môn bên ngoài không vô biên xứ nên biết kế lập là vô động xứ. Tóm lại mà nói, duyên sở hữu định không diêu động nên đều gọi là vô động. Ngăn mé định đầy cao nhất là thức vô biên xứ, cho nên nên biết đến xứ đầy kiến lập là vô động. Tức tất cả duyên sở hữu định đầy đều gọi là tưởng định hữu thượng. Từ đây trở lên duyên vô sở hữu định nên biết gọi là tưởng định vô thượng. Từ đây trở lên lại gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Nên do ba phần như vậy mà tuyên thuyết ba hành. Do ba chủ môn các thánh đệ tử chán hoại các dục, đã chán hoại rồi, dần dần năng nhập cho đến thức vô biên xứ định, cho nên kiến lập năng hướng đến ba chủng hành vô động xứ. Một, hoặc sắc tưởng, hoặc vô động tưởng, ở nơi các địa dưới thấy sâu chán hoại rồi, năng nhập vô sở hữu xứ định. Đây gọi là hành năng hướng đến vô sở hữu xứ thứ nhất. Hai, tức ở nơi xứ đây ngàn mé tụ tập là đạo vô lậu. Đạo vô lậu đây, đạo vô lậu đây lại có hai chủng, một hữu thượng, hai vô thượng. Như hữu tưởng định thì đạo vô lậu hữu thượng cũng đồng với hành vô thượng. Đạo vô lậu hữu thượng cùng đồng hành, cùng đồng với hành vô ngã. Do hành hữu thượng nên đối địa dưới đã sâu chán hoại rồi, nhập xứ định đây. Do hành vô thượng nên ở nơi tất cả pháp địa dưới địa trên tư duy vô ngã, năng nhập vô lậu vô sở hữu xứ định. Hành vô thượng đây nên biết gọi là hành hướng đến thứ hai. Ba, hành hướng đến thứ hai đây lại do hai hành có sai biệt nên kiến lập hai chủng. Thế nào là hai hành? Đó là năng ý chí và sở ý chí sai biệt. Trong đây năng y vô ngã trí là các sở hữu hoặc hữu tình giới hoặc thân ta, ở trong đều không có ngã sở thuộc xứ, đó là địa phương khu vực. Ngã sở thuộc người, đó là các hữu tình. Ngã sở thuộc sự, đó là hoặc cha hoặc mẹ, hoặc bạn hoặc chủ. Hết thể lại như vậy. Như kia đối với ngã chẳng phải thuộc xứ, chẳng phải thuộc người, chẳng phải thuộc sự. Như vậy ngã cũng đối với kia chẳng phải thuộc xứ, chẳng phải thuộc người, chẳng phải thuộc sự. Trong đây sở y vô ngã trí, tức là các thế gian không, không có thường và ngã ngã sở. Trong đây đều không thường, ngã ngã sở chân thật khả đắc, chỉ có các pháp. Như vậy thế gian đã hẳn là không, nên lại có ai thuộc xứ, thuộc người, thuộc sự. Trong cho nên biết vô ngã trí trước là năng y, vô ngã trí sau là sở y. Phi tưởng phi phi tưởng xứ không do đạo vô lậu, chỉ do tưởng chán hoại vô sở hữu xứ, nên năng nhập xứ định đầy, ở trong ấy duy trì có hành nhất hướng. Lại ở trong đây ngã sở nào sẽ chẳng có? Đó là do khổ của sanh, nên nói ngã có khổ. Ngã nào sẽ chẳng có, tức lấy khổ của sanh làm ngã. Phát sanh tâm vui muốn như vậy rồi, chân tránh riêng gia hạnh, chân tránh gia hạnh rồi thu được sở hữu trước sau sai biệt. Do nhân duyên đây lại thu được quyết định, ngã sẽ chẳng có, ngã sở sẽ chẳng có. Hoặc nay sở hữu, đó là nay hiện pháp tạo tác tăng trưởng sở hữu nghiệp mới. Hoặc xưa sở hữu, đó là các nghiệp cũ. Ở nơi tất cả quả dị thục sở hữu như vậy đều không mong cầu, đều xả bỏ tất cả, không chút đoái luyến. Lại nữa, Ốt Đà Nam nói, an lập ngàn mé thuần và như lý duyên khởi, tu thời chướng tự tánh, thuyết đoạn sau khởi tu. Trong đây an lập bốn niệm trụ làm đạo tri đầu tiên, 37 chủng pháp bộ đề phần là rốt sau, tướng đầy hoặc lược hoặc rộng nên biết nhiều thành phần địa đã thuyết. Lại nữa do bốn niệm trụ nên biết tất cả ngàn mé sự sở tri, do ngàn mé sự sở tri lại nên rõ biết ngàn mé sự trí. Lại nữa bốn niệm trụ đây do tụ tập gia hạnh dục tinh tấn mới thành tựu trọn vẹn viên mãn, nên biết ngoại trừ bốn chủng niệm trụ đây
không có cái nào khác đồng phận đạo đầy hoặc cảnh sở duyên đầy. Do đạo đầy, cảnh đầy năng tận các lậu thành tựu niết bàn, do không có đạo thành tịnh thứ hai, nên nói thuần chỉ có một chánh đạo năng đi đến. Lại thuần có một chánh đạo năng đi đến đây, do hai nhân duyên năng khiến hữu tỉnh vô giáo thành tịnh. Một, do được tư trạch, hai, do được tu tập. Trong đây sầu là ưu nhiễm ô, giật là trạo đồng hành nhiễm hỷ dục giới. Sầu lấy bốn chủng pháp thế gian làm chỗ nương, giật lấy bốn chủng thế pháp khác làm chỗ nương. Ở nơi bốn niệm trụ mà siêng tu giả hạnh, nương lực tư trạch vượt qua sầu giật. Do nương lực tu tập thế gian đắc lìa dục ái, xả bỏ yêu khổ. Do nương lực tu tập xuất thế gian nên vượt qua tất cả hữu thân khổ, cũng năng chứng đắc diệu pháp chân thật tám thánh đạo trì và quả thánh đạo. Tất cả hữu tình nên biết đều do hai chủng lực tu tập và tư trạch đây nên thành tựu tất cả chủng vô giáo thành tịnh. Lại nữa, nếu ở nơi bốn chủng sở duyên là thân mà phát khởi chủng chủng tác ý không như lý, tức liền trái lìa với bốn chủng niệm trụ, vì trái lìa đây tức bèn trái lìa tác ý như lý. Vì trái lìa tác ý như lý tức trái lìa sở hữu thánh đạo, do như lý của bậc thánh cùng gián đoạn năng phát khởi như trì chánh kiến. Vì trái lìa đây tức bèn trái lìa tất cả thánh đạo. Vì trái lìa thánh đạo đây bèn là trái lìa đạo quả cam lộ kiều cánh niết bàn. Lại thầy Du Già đã rõ biết nhân duyên sanh thân rồi, lại ở nơi các pháp như thân ba đời trụ quán vô thường. Do trụ quán vô thường như vậy nên ở nơi các hậu hữu chọn không nương tựa trụ ái hậu hữu. Lại trong hiện pháp ở nơi tất cả hành hoặc nội hoặc ngoại đều chẳng chấp thủ ngã cùng ngã sở. Lại ở vị lai nên biết an trụ để quán tập pháp. Ở đời quá khứ nên biết an trụ để quán diệt pháp. Ở đời hiện tại vì sanh rồi không gián đoạn tận diệt pháp nên biết an trụ để quán tập diệt pháp. Do vị kia ban đầu ở nơi pháp như thần quán tánh duyên sanh ngộ nhập vô thường, đã ngộ nhập tánh vô thường như vậy, đối với các xứ ái kiến tạp nhiễm trụ nhiều tu tập sở trị tịnh tâm tăng ý như vậy mới được viên mãn. Do đây làm chỗ nương năng tùy đạt được vô giáo lậu tận. Lại tóm yếu mà nói, tất cả pháp là thiện bất thiện, hoặc phẩm tạp nhiễm hoặc phẩm thành tịnh. Trong đây nên biết các phẩm tạp nhiễm đều dụng tác ý không như lý làm huân tập, các phẩm thành tịnh đều dụng tác ý như lý làm huân tập. Tất cả như vậy được chung gọi là tác ý làm huân tập. Lại nữa, tu các niệm trụ hoặc lược hoặc rộng tướng đây nên biết như thành phần địa đã thuyết. Lại nữa, đạo lý tu tập niệm trụ đây chẳng phải nay khi Thế Tôn xuất hiện nơi đời mới bắt đầu tuyên thuyết, chẳng phải nay thánh đệ tử mới bắt đầu chuyên chú tu tập, nhưng ở quá khứ vô thủy đến nay, ở nơi các niệm trụ đã từng tu tập điều chuyển, ở đời vị lai nên biết tu tập cũng không cùng tận. Lại nữa, đời quá khứ vị lai hiện tại đây vì vô lượng thiện pháp xuất thế gian sanh khởi nương tựa nên thuyết bốn chủng niệm trụ như vậy gọi là tụ thiện. Lại nữa, năng chướng ngại tụ thiện như vậy nên thuyết năm cái gọi là tụ bất thiện. Lại nữa, do bốn pháp sở trì thân có vô biên sự khác biệt, trí tuệ Như Lai ở nơi kia không ngần ngại cũng không giới hạn. Do trí vô biên nên Như Lai sở thuyết giáo pháp vô thượng cũng không có giới hạn. Như vậy giáo pháp do hai duyên mà được hiển: một do văn, hai do nghĩa. Một nghĩa sai biệt không có số lượng, giáo pháp văn cầu khai hiển một nghĩa cũng không có số lượng. Ở nơi văn cầu đầy tuyên thuyết không trùng lặp, chuyển chuyển vô biên, biện tài vô tận, cho nên Như Lai thành tựu pháp hy kỳ chưa từng có, khéo năng tuyên thuyết sở hữu giáo pháp. Ở trong một nghĩa năng dùng vô lượng văn cầu thiện xảo vi diệu phương tiện khai thị mà tuyên thuyết không trùng lặp. Lại ở nơi thánh giáo vì khéo thành tựu trí tông nghĩa thú nên gọi là có hướng đến, vì khéo thành tựu diệu tuệ câu sanh do văn tư mà thành nên gọi là có ý, vì thành tựu định nên gọi là có niệm, vì thông đạt đế nên gọi là có tuệ. Nên biết trong đây chủng thứ nhất là nêu chung, ba chủng sau giải thích riêng. Lại nữa, có các bí xô ở nơi pháp như thân, trước do văn tư tác ý như lý, chỉ an trụ quán pháp như thân, biết tất cả pháp tánh vô ngã rồi, không chỉ ở nơi văn tư tác ý đây mà sanh vui đủ, chỉ mong cầu định cao hơn tâm giải thoát. Vì cầu định nên trụ chốn viễn ly, chỉ duyên thân dụng chín hành tướng an trụ nơi tâm, khiến tâm bên trong tịch tĩnh. Do hai nhân duyên khỏi bốn niệm trụ gọi là khéo phát khỏi: một, như thật trí do như lý tác ý; hai, như thật trí do tàm ma địa; tuệ đây không do hỏi, chỉ do như thật trí mà sẽ đắc rốt giáo. Lại nữa, có các bí xô ở nơi ba đối trị sẽ được tùy chỗ muốn, được không khó khăn, được không trở ngại, đó là tưởng vô thường,
hoặc quán nhân từ hoặc phủ tướng định, vị kia do ba chủng đối trị như vậy, tùy chỗ thích hợp như trước đã thuyết. Tức ở nơi thân, cảnh giới hít khả ý, trụ tưởng chán nghịch, tưởng không chán nghịch, buông bỏ hai chủng kia sản niệm tránh biết, do nhân duyên đầy gọi là khéo tụ tập niệm trụ. Lại nữa, Ốt Đà Nam nói, trước các căn ái vị, trước sau có sai khác, nắm tướng và các triền, quả lợi lớn đi sau. Có ba chủng căn, năng làm chướng ngại đối với các niệm trụ và tất cả tụ thiện, nên biết gọi là tụ pháp bất thiện. Những gì là ba? Một, căn ác hạnh, năng khiến đường lai trụ khổ đường ác. Hai, căn tầm tư, năng khiến hệ pháp trụ khổ không an ổn. Ba, căn căn, vì cùng căn ác hạnh và căn tầm tư làm căn bản nên gọi là căn căn. Nên biết trong đây ba bất thiện căn tham sân si, năng cùng thân ác hành làm căn. Ba tưởng dục, năng cùng tầm tư dục làm căn. Ba cõi dục nên biết năng cùng ba căn tham và ba căn dục tưởng làm căn. Lại nữa, có các bí xô siêng tu gia hạnh nơi bốn niệm trụ dụng đạo thế gian địa dục giới ái, nói rộng cho đến đầy đủ an trụ đẻ nhất hữu định. Nhưng ở định đây sanh nhiều ái vị, tức ở định đây sanh tưởng vui đủ, không siêng cầu đắc thượng định chưa đắc. Ở trong thánh pháp tỷ lại ra đây chẳng gọi là bậc đại sĩ. Vì cớ sao? Bởi tâm đây chưa được thiện giải thoát, trái với tướng đây được danh là bậc đại sĩ. Lại nữa, có các bí xô ở nơi cảnh thân tình cần an trụ quán toàn thân, dùng chính tướng hành an trụ nơi tâm, khiến nhiếp tâm gom bên trong. Nên biết tâm đây ở nơi Samatha sở trị, khiến tâm hồn trầm trì trệ không được giải thoát. Vì không giải thoát nên nương tâm gom đây trong thân để sanh khởi các tánh hôn trầm, trong tâm sanh khởi các tánh trì trệ. Bây giờ ở nơi niệm trụ khéo an trụ tâm, như thật rõ biết đây sanh khởi tùy phiền não rồi, nên từ gom bên trong đây trở lại thống nhiếp tâm, an đặt tâm ở cảnh tướng tịnh diệu bên ngoài. Đó là duyên vào công đức hạnh của chư Phật, và giữ gìn tâm khiến an trụ ở đó, do duyên đây nên phát sanh hoàn hỷ, nói rộng cho đến do môn diệu cử ở nơi cảnh sở duyên khiến tâm được định, từ Samatha sở đối trị các tùy phiền não mà được giải thoát. Từ đây về sau, như thật rõ biết ở nơi tùy phiền não tâm được giải thoát, trong nghĩa hành đây, tức là nương tựa cầu nhờ bên ngoài, đã đạt được nghĩa đây, trở lại như trước thống nhiếp tâm gom vào bên trong mà không bị sự não loạn của các tùy phiền não kia. Tâm gom bên trong rồi, không cần phải nương tựa cầu nhờ nữa, mà tự nhiên như thật rõ biết đối với bên ngoài tâm được giải thoát. Người kia trước ở duyên bên ngoài, ở hành tướng tầm tư có sự chế phục, có giả hạnh, để chế phục mà khó thể chuyển vận, thì nay đều được tự tại giải thoát, buông xả trụ an lạc, đã đắc thành tựu trọn vẹn thắng Samatha. Như vậy vị kia, ở đây bốn chủng niệm trụ khéo an trụ tâm, năng tránh rõ biết sự thực hành trước sau sai khác. Lại nên biết Bồ Đặc Giả là đây trước đã tu hành Tỷ Bát Xá Na, lấy hy Tỷ Bát Xá Na làm chỗ nương, ở nơi Samatha tu hành du già. Lại nữa, có các bí xô ở nơi các niệm trụ siêng tu gia hạnh Tỷ Bát Xá Na, lấy làm chỗ nương, ở nơi Samatha vui tu quán hạnh, vị kia phải nên bên trong nhiếp lấy tâm mình ở nơi Samatha, nắm giữ tướng như vậy. Ta này tư duy chỗ nào, tư duy làm sao mà tâm nhiếp thọ Samatha lại bị não loạn của thân tâm hồn trầm trí trệ Samatha sở trị? Lại, ta này tư duy chỗ nào, tư duy làm sao khiến tâm được Samatha nhiếp thọ mà không bị pháp kia làm não loạn? Nếu bí xô kia không nắm lấy tướng trạng tâm mình như thế, chỉ tự rõ biết do tùy phiền não khiến nhiễm ô tâm, và ở nơi ngoại duyên nắm giữ tướng tịnh diệu do đây làm nhân, tùy năng tạm thời trừ khiển, tùy hoặc hiện tại hiện tiền, nhưng ở thời sau nếu lại như trước nhiễm tâm nhiếp tâm gom bên trong, trở lại bị tùy hoặc nhiễu não chẳng được tịnh định. Nếu cũng như trước không nắm giữ tướng tâm mình, do nhân duyên đây bị tùy phiền não lớp lớp nhiễu loạn, lại chẳng đang đắc nghĩa nên vui cầu, lại bị sự tổn não của sầu ưu, trải qua thời gian lâu dài chẳng thể thu được nội tâm lặng dứt, không thể nương Samatha Tỷ Bát Xá Na làm tiền dẫn thu được chánh niệm chánh biết thanh tịnh tăng thượng bậc nhất. Do không đạt được nội tâm lặng dứt nên không thể thu được bốn tăng thượng tâm hiện pháp lạc trú. Do không thu được chánh niệm chánh trí tăng thượng bậc nhất nên không năng đắc chỗ trước chưa đắc là vô thượng an ổn cứu cánh niết bàn. Trái với tướng trên nên biết tức là tất cả phẩm bạch cho đến thu được chỗ trước chưa được vô thượng an ổn cứu cánh niết bàn. Trong đây, người lo việc ăn uống của chư tăng ví như thầy du già chủ, tức ví như ở nơi nội Samatha nhiếp thọ tâm,
mùi vị thức ăn dụ cho nắm giữ tướng, y phục vật thực, thượng diệu dụ ở nơi nội tâm Samatha, nên biết sở hữu các phẩm hắc dụ cho các ngu phu, sở hữu các phẩm bạch dụ cho các bậc trí. Lại nữa, có các bí xô ở nơi các niệm trụ, tránh dình tụ tập mà là dị sanh. Họ có cảnh giới thắng diệu khả ái đang hiện tại tiền, hoặc lại riêng ở một mình mà đắc các tướng trạng. Do quên mất chánh niệm, nên lấy lý tưởng không như lý làm chỗ nương, bỗng nhiên phát khởi tham triển mãnh lợi. Người kia ở nơi triển đầy, thân tâm nhàm chán hổ thẹn như thân mình bị đọa ở chốn ách nạn cực sở uế, phát khởi tư duy tâm xà đỉa mạnh mẽ. Do hành như vậy, nên ở nơi triển kia tâm được giải thoát. Đã giải thoát rồi, tâm sanh hoàn hỷ. Từ đây về sau khởi nhàm chán mạnh mẽ, đã nhàm chán mạnh mẽ, sau đắc tưởng vô thường, như cải lớn vạch đất thành những đường dài, ở nơi thánh đế như thật hiện quán, lấy đây làm chỗ nương, nương tựa niết bàn. Lại ở nơi hàng hữu học, tác ý quan sát, ở nơi cảnh thắng diệu, tư duy tướng tịnh diệu, tùy trở vĩnh viễn đoạn tham tùy miền. Nếu lúc tham triển bỗng nhiên sanh khởi hiện tiền, tầm phải đối với kia thấy sầu quá hoạn. Vì muốn đoạn triển đầy và tùy miền nhập vô tướng định, như vậy năng đoạn pháp chưa đoạn còn lại, từ định khởi rồi như thật rõ biết tất cả đã đoạn, lãnh thọ giải thoát hỷ lạc vi diệu. Như thật quán thấy tự mình thành tựu đại trí lực nên gọi là mạnh mẽ hưng thạnh, các lực mà đều trở nên yếu kém. Lại nữa, công đức do tu bốn niệm trụ dẫn dắt nên biết năng cảm quả tối thắng tầng thượng vô giáo gọi là có quả lớn. Nên biết vì năng cảm lợi ích thủ thắng của lạc tối thắng tăng thượng nên gọi là có lợi lớn.